À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 5. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em cách làm bài văn tả cảnh đường phố vào buổi sáng. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi vào dàn ý của cô nhé. Đầu tiên, trong phần mở bài, các bạn sẽ giới thiệu về cảnh đường phố vào buổi sáng mà em định tả. Sau khi đã làm xong phần mở bài, các bạn sẽ đi vào phần thân bài. Đầu tiên, các bạn sẽ giới thiệu về cái khung cảnh đường phố khi mà trời chưa sáng hẳn. Khi mà trời chưa sáng hẳn thì như thế nào ạ? Không khí thì mát mẻ, dễ chịu, đường phố thưa người. Một số nhà còn đắm chìm trong giấc ngủ say, một số nhà đã thức giấc, ánh đèn hắt chiếu ra đường phố. Ánh đèn cao áp bên vệ đường vẫn còn tỏa sáng. Có những người đi tập thể dục buổi sáng. Hàng cây bên vệ đường còn ướt đẫm sương đêm. Chim chóc vẫn còn đang ngáy ngủ. Vang vọng tiếng chó sủa trong những ngõ phố. Vang vẳng tiếng gà gáy sáng. Đó là một số những cái chi tiết mà các em có thể miêu tả trong cái nội dung là miêu tả khung cảnh khi mà trời chưa sáng hẳn. Sau khi đã miêu tả xong thì các bạn sẽ đi ra miêu tả khi mà trời sáng rõ, đúng không ạ? Khung cảnh khi mà trời sáng rõ thì sẽ có những thay đổi như thế nào ạ? Đầu tiên đó là cây cối như bừng tỉnh, tiếng chim sơn ca ríu rít trên cành, xe chở hoạt động trên đường, xe chở hàng hoạt động trên đường, đèn điện tắt, ánh mặt trời rạng dần ở đằng đông, các cửa hàng, cửa hiệu hai bên đường mở cửa, mọi nhà đã thức giấc, đúng không ạ? Tiếp theo đó là xe cộ qua lại đông đúc trên đường, các bà, các cô bán rau quang gánh đến chợ, học sinh tung tăng cắp sách đến trường, những chiếc xe đủ loại chở hàng tấp nập trên đường, đường phố náo nhiệt, một ngày mới bắt đầu. Sau khi đã làm xong phần thân bài, các bạn sẽ đi đến phần cuối cùng, đó là phần kết luận. Trong phần kết luận này, các bạn sẽ nêu cảm nhận của mình về cảnh đường phố vào buổi sáng nhé. Như vậy, cô đã hướng dẫn xong các bạn cách làm dàn bài của bài văn miêu tả cảnh đường phố vào buổi sáng. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài văn mẫu số 1 của cô nhé. Tả cảnh đường phố vào buổi sáng, mẫu 1. Ngày Chủ nhật tuần trước, em hí hửng cùng mẹ đi chợ sáng. Cũng lâu lắm, em mới có cơ hội được ngắm nhìn đường phố nơi mình ở. Cảnh buổi sáng trên đường phố thật nhộn nhịp. Lon ton cùng mẹ đi trên đường, ấn tượng đầu tiên của em chính bởi sự đông đúc của xe cộ. Xe đạp, xe máy, ô tô, xe tải, đủ loại nối đuôi nhau ngược xuôi. Những đoạn đường dừng đèn xanh đỏ, tiếng còi xe inh ỏi. Một không khí sớm mai ồn ào, đường phố lúc nào cũng thế, luôn nhộn nhịp, đông đúc. Sáng sớm, không gian vẫn còn vương vấn một sự trong lành, dù mùi người, mùi xe vẫn chẳng ngớt. Lúc này, nắng vừa lên, chưa kịp gay gắt, ông mặt trời nhẹ nhàng ban phát những tia nắng dịu nhẹ xuống trần gian. Nắng chiếu qua tán cây, rợp bóng tạo thành những đốm sáng li ti trên mặt đường. Bầu trời hôm nay cao và rộng, mây vẫn nhẹ nhàng là lướt bay. Trong những tán cây rợp bóng rộn ràng, rộn vang tiếng chào mào, sáo sậu. Có lẽ cũng thức giấc đón bình minh để bắt đầu cho một ngày mới. Cơn gió dịu nhẹ nào thổi qua mơn man lên mái tóc của mẹ, của chị, quyện theo một mùi hoa sữa nồng nàn, ngọt ngào, rải đều trên các cung đường. Nếu trong một giây phút nào đó, lắng mình, bỏ qua những khói bụi, xe cộ trên đường phố kia, em sẽ dễ bị lạc vào thế giới của sự trong trẻo, mát lành sớm mai. Các cửa tiệm, quán ăn đã bắt đầu mở cửa. Dọc đường phố này có không biết bao nhiêu là quán được mở ra. Các quán ăn hình như đông hơn hết thảy. Mùi thơm từ các món tỏa ra khiến con người khó cưỡng lại. Thành phố bắt đầu một ngày mới, lúc nào cũng nhộn nhịp như thế. Dòng xe cứ nối đuôi nhau chạy, còi xe vẫn inh ỏi chỗ ngã ba, ngã tư, dừng đèn đỏ. Nhưng vậy, những vẻ khẩn trương trên khuôn mặt của người đi làm, tất cả trở thành một hình ảnh quen thuộc của buổi sớm trên đường phố. Em cùng mẹ rẽ vào chợ mua đồ, chợ cũng đông, nhộn nhịp người qua lại. Tiếng người nói,
người cười rôm rả, làm huyên náo cả một khoảng trời. Em níu lấy tay mẹ như chỉ sợ đi lạc. Nắng vẫn thổi, gió vẫn reo và một ngày mới bắt đầu. Một thành phố nhộn nhịp luôn thân thuộc với những hình ảnh đó. Một buổi sớm trên đường phố đông vui như đi chảy hội. Hình ảnh ấy em sẽ mãi không quên, như gợi về một miền ký ức nơi em đang trưởng thành. Như vậy, cô đã hướng dẫn xong các bạn cách làm bài văn tả cảnh đường phố vào buổi sáng mẫu số 1. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi vào mẫu số 2 của cô nhé. Tả cảnh đường phố vào buổi sáng mẫu 2. Ngày hai buổi theo bố đến trường, em ngán ngại nhất là những buổi sáng. Buổi sáng nơi em ở không bình yên, nhẹ nhàng như những vùng ngoại ô, làng quê. Buổi sáng ở thành phố lúc nào cũng tấp nập, rộn ràng và hối hả. Buổi sáng, khi ông mặt trời xuất hiện, mọi người đổ xô ra đường, đi đến nơi làm việc. Trên tán cây dầu, chim đua nhau hót, gió lay động và thả xuống đất. Những trong tróng hoa, trên vỉa hè, khi các cửa hàng, cửa hiệu còn đóng im ỉm, thì những hàng quán, thức ăn, thức uống đã khá đông người. Từng tốp học sinh lũ lượt đến trường với khăn quàng đỏ trên vai, vừa đi vừa trò chuyện râm ran. Tại các trạm xe buýt, những nét khẩn trương, sốt ruột hiện rõ trên gương mặt của các bạn học sinh sợ muộn giờ học. Các cô các bác bán hàng ngại lỡ chuyện buôn bán. Tất cả thở phào nhẹ nhõm, gương mặt giãn ra và tan biến những căng thẳng. Mọi người lục đục đứng dậy khi chiếc xe buýt đổ xịch đến. Dòng xe xuôi về một hướng với đủ loại âm thanh, tiếng kèn inh ỏi, tiếng máy nổ ầm ầm. Ồn ào nhất phải là nơi giao lộ có đèn tín hiệu. Lúc đèn đỏ thì các động cơ đều tập trung một chỗ, cùng phát ra thứ âm thanh rền vang như tiếng xe lửa. Khi đèn xanh vừa bật lên, tiếng rú ga, tiếng máy ầm ầm gầm lên như tiếng chát chúa thật đinh tai nhức óc. Nhịp sinh hoạt ở thành phố luôn khẩn trương, mọi người luôn bận rộn, hối hả. Đó cũng là nét đặc trưng của một thành phố văn minh, hiện đại. Như vậy, cô đã hướng dẫn xong các bạn cách làm bài văn tả cảnh đường phố vào buổi sáng. Chúng ta hãy cùng tự thực hành viết bài văn của mình dựa trên những hướng dẫn của cô nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của cô. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.